Bye. Xin chào anh chị. Video anh chị vừa xem á mình làm 100% bằng AI và anh chị hoàn toàn có thể áp dụng nó vào việc tạo video hoạt hình dạy kỹ năng cho các bé ha. Khi anh chị làm ở trong lĩnh vực giáo dục á thì chúng ta sẽ cần có các video để chúng ta dạy các kỹ năng cho bé ví dụ như dạy cho bé cách đánh răng này, dạy cho bé cách dọn dẹp nhà cửa, dạy cho bé cách quét nhà, lau nhà, phụ gia đình chẳng hạn, hoặc là anh chị cũng có thể làm những video và cho các bé xem thì từ từ các bé sẽ học hỏi theo cách đó các bé học rất là nhanh thông qua các video hả anh chị từ những cái video ví dụ như phim hoạt hình các bé học rất là nhanh và sẽ làm theo hả anh chị nên trong video hôm nay tuấn sẽ hướng dẫn các anh chị từ a tới z để chúng ta tạo video hoạt hình dạy kỹ năng cho bé bằng ai hả anh chị chúng ta sẽ dùng các công cụ ai để chúng ta có thể tạo video hoạt hình dạy kỹ năng cho các bé từ những kỹ năng mà cơ bản đến những kỹ năng mà nâng cao dành cho các bé để các bé có thể vừa rèn luyện kỹ năng cá nhân cũng như là vừa có thể giúp đỡ cho cha mẹ anh chị rất là ý nghĩa ha trong video hôm nay tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách làm như thế nào nhé nếu đây lần đầu tiên mà anh chị đến với channel của mình thì mình xin giới thiệu mình là Tuấn từ channel nghề công sở và channel của mình thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI cũng như là áp dụng vào thực tế và cuộc sống. Anh chị có thể xem rất là nhiều video trên channel của mình ha. Nếu mà anh chị thấy video này hay và ý nghĩa, chị cho mình một like, một subscribe nhé. Rất cảm ơn anh chị. Và chúng ta sẽ bắt đầu video làm phim một hình dạy kỹ năng cho bé nha anh chị đầu tiên á để mà làm dạng video này á, thì chúng ta cũng sẽ cần một kịch bản ở đây mình sẽ dùng Chắc CPT 4o ha mình sẽ tạo một cái kịch bản giống như thế này tức là mình muốn tạo một cái video dạy kỹ năng cho bé để bé làm việc nhà anh chỉ muốn làm những cái video khác thì chúng ta có thể yêu cầu khác ha mình sẽ cần 10 phân cảnh để cho một bạn ở trong đấy làm các việc nhà để giúp đỡ cha mẹ chẳng hạn thì ở đây nó sẽ cho mình 10 phân cảnh Chắc CPT 4o đưa cho mình là gấp quần áo nè quét nhà, rửa chén, tưới cây, lau nhà, lau bàn nè, xếp giày dép, thu dọn đồ chơi, chuẩn bị đồ ăn, đổ rác và gấp chăn gói. Thì đây là những việc mà các bé có thể làm anh chị, rất là thực tế. Tiếp theo á, khi mà mình đã có 10 phân cảnh này rồi á thì mình sẽ yêu cầu tiếp là mình cần các hình ảnh tương ứng để mà chúng ta có thể làm những video. Thì ở đây mình sẽ yêu cầu cho CPT 4 ô như thế này. Tức là mình hãy chuyển tất cả những phân cảnh này thành dạng hình ảnh tương ứng mình muốn cái hình ảnh dạng dễ thương thì hình ảnh hoặc hình chẳng hạn thì mình sẽ làm theo cái dạng là hoạt hình 3D và mình sẽ chuyển các room này thành tiếng Anh để mình có thể tạo hình ảnh trước anh chị đó ví dụ như thế này nè những cái hình ảnh mà đầu tiên á gấp quần áo nè bé ngồi bên một cái đống quần áo sạch nè và cẩn thận gấp từng món đặt chúng ngăn nắp nè thì nó sẽ mô tả là cho chúng ta một cái câu room tiếng Anh như thế này nè phoning clothes ha là một câu lệnh như thế này anh chị có thể thấy ha rồi cứ lần lượt như vậy nó sẽ tạo ra cho mình 10 câu lệnh sau đó khi mà mình có 10 câu lệnh này rồi á, thì mình cũng chưa biết là trong đây á, là nó có bao nhiêu nhân vật nữa thì mình sẽ hỏi cho cpt 4 o là trong đây có bao nhiêu nhân vật bởi vì á, mình muốn những nhân vật nó giống nhau á, thì mình cần phải biết nhân vật đó có bao nhiêu người và những nhân vật đó có đặc tính như thế nào hình dáng bên ngoài như thế nào màu sắc tóc màu sắc da kiểu tóc như thế nào á, thì mình sẽ mô tả tiếp một cái câu lệnh như thế này có bao nhiêu nhân vật và mỗi nhân vật thì hãy mô tả chi tiết những cái phần mà liên quan tới hình dáng nhân vật giống như thế này ha thì chat cpt 4 o nó sẽ cho mình là trong đây nó chỉ có một nhân vật chính thôi đó là một cô bé nè khoảng 6 7 tuổi bây giờ mình nếu mà mình muốn nhân vật là bé trai thì mình sẽ chọn này còn mình muốn nhân vật là một bé gái thì mình sẽ chọn như thế này chẳng hạn mình sẽ muốn một nhân vật bé gái dễ thương là da trắng mắt xinh ha rồi một người châu á chẳng hạn cho nó phù hợp với chúng ta bởi vì ở trên đây mình thấy một cái mô tả như thế này thì có da rám nắng nè rồi tóc xoăn màu đen thì có vẻ là chưa có phù hợp với văn hóa đông lắm thì có thể là các bé sẽ nhìn chưa quen lắm thì mình sẽ yêu cầu như thế này thì nó sẽ ra một cái nhân vật như thế này cho mình và đây là nhân vật chuẩn mình sẽ sử dụng để mình tạo tất cả các room ở trên đây anh chị sau đó mình sẽ dùng một công cụ để mình chuyển tất cả những văn bản này thành hình ảnh anh chị thì công cụ hôm nay mình sử dụng đó là Misuni Đầu tiên thì mình sẽ tạo nhân vật này trước nè, mình sẽ copy một cái phần này trước, nội dung này trước ha Mình vào trong Misuni và mình paste cái phần nội dung đó ra thì nó đã tạo ra cho mình một cái nhân vật trước nè Cái việc làm đầu tiên này của mình nó có ý nghĩa gì? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng ở trong á thì chúng ta có thể sử dụng tính năng là Character Reference và Style Reference Để chúng ta có thể cố định nhân vật hoặc là cố định phong cách của một bức hình bất kỳ thì việc đầu tiên của mình á là mình tạo ra cái nhân vật này á, là để có một nhân vật gốc từ đó mình sẽ dùng nhân vật gốc đó để mình tạo ra cho tất cả những hình ảnh còn lại ha và trong đây á, thì nó đã tạo ra cho mình một số hình ảnh như thế này và hình ảnh này thì mình thấy khá là phù hợp để mình có thể tạo ra video mình sẽ chọn hình ảnh này làm hình ảnh gốc ha sau đó mình sẽ bắt đầu mình copy tất cả các room ở trên đây nó đã viết cho mình nè à. mình sẽ copy toàn bộ vào đây anh chị ví dụ như đầu tiên là cái gấp quần áo nè thì nó đã tạo ra cho mình cái hình ảnh gấp quần áo nè anh chị đã thấy chưa mình đã sử dụng hình ảnh đầu tiên này nè để mình làm character reference ha mình sẽ làm lại cái room tiếp theo cho anh chị thấy để anh chị nhìn rõ hơn ha mình sẽ copy cái room này vào trong Mitsuni và khi mà anh chị cần dùng cái hình ảnh nào thì chúng ta chỉ cần bấm vào hình ảnh đó nè chúng ta nhấp vào chữ image ở dưới này ha đấy anh chị sẽ thấy có chữ image dưới này nè chúng ta sẽ bấm vào image dưới này thì ở đây nó sẽ hiển thị ra ba cái icon anh chị sẽ thấy ha và chúng ta sẽ nhấp vào icon đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng tính năng character reference ha sau đó thì chúng ta chỉ cần chỉnh sửa trong đây tỷ lệ khung hình như thế nào chúng ta mong muốn ví dụ mình sẽ làm khung hình 16 chín hoặc là version như thế nào đó anh chị sẽ chọn ha và chúng ta enter thì Missouri trong đây á nó sẽ sử dụng hình ảnh của nhân vật này nè để nó tạo ra cái hành động tiếp theo của nhân vật đây là cái bước mà mình gọi là cố định nhân vật anh chị đấy chúng ta đã có kết quả rồi ha ví dụ nhân vật này ở đây á là góc quần áo nè nhân vật này ở đây á là đang quét nhà nên anh chị có thể thấy ha hai nhân vật là một ha đấy anh chị thấy ha hình ảnh rất là dễ thương ha đây là cái cách mà chúng ta có thể sử dụng tính năng character reference ở trong missioni để chúng ta cố định là một nhân vật để mình làm lại một hình ảnh nữa để anh chị có thể thấy rõ hơn ha đầu tiên á chúng ta sẽ copy những cái đoạn room ở trong chatgpt nó đã viết cho chúng ta sau đó mình vào missioni mình bắt đoạn room nó ra rồi anh chị sử dụng hình ảnh nào á để làm hình ảnh gốc á thì chúng ta sẽ nhấp hình ảnh đó. Ví dụ như ở đây mình sử dụng hình ảnh này là hình ảnh gốc thì mình nhấp vào hình ảnh này. Sau đó anh chị sẽ thấy ở đây có một cái chữ image ở dưới góc dưới ha. Chị sẽ nhấp vào chữ image đó. Sau đó ở đây sẽ có ba icon Icon đầu tiên là của character reference tức là chúng ta sẽ cố định nhân vật. Icon thứ hai là style reference là chúng ta sẽ cố định phong cách và cái icon thứ ba là chúng ta vẽ là hình ảnh ha. Thì ở đây chúng ta muốn cố định lại nhân vật thì chúng ta sẽ nhấp vào icon đầu tiên. Đấy, rất đơn giản như thế ha. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần enter để chúng ta gửi lệnh đi. Rồi khi mà sử dụng ở trong Missouri nó cũng có một cái mẹo khác đó là khi mà chúng ta tạo ra cái nhân vật như thế này á, anh chị sẽ thấy ha. Ví dụ như nhân vật nữ này đi, đang mặc cái trang phục như thế này. Mình muốn thay đổi trang phục của nhân vật này, mình không muốn sử dụng trang phục của cái hình góc nữa thì chúng ta có thể làm cách nào? Cũng rất là đơn giản thôi. Là chúng ta sẽ copy lại một cái room khác này. Rồi, ở đây mình sẽ tiếp tục mình chọn là nhân vật anh chị có thể chọn nhân vật ở trên đây cũng được nè chúng ta chỉ cần nhấp vào nhân vật thì nó sẽ tự động lên đây ha và nó sẽ có sẵn cái tính năng character reference cho chúng ta ha chúng ta sẽ không cần chọn nữa ha khi mà chúng ta đã tạo ở trong một cái khung hình nó tạo trước rồi thì chúng ta sẽ không cần tạo nữa sau đó chúng ta sẽ gõ thêm một cái từ khóa là cvk nè anh chị sẽ thấy ha cvk và anh chị có thể gõ ra ví dụ như cvk0 thì cvk0 này nó có ý nghĩa gì chữ viết tắt của chữ CVK này tức là character way tức là trọng số của nhân vật á, trọng số nhân vật này nó sẽ chạy từ 0 cho đến 100 và giá trị mặc định của nó là 100 thì anh chị cứ tưởng tượng là từ 0 tới 100 phần trăm thì 0 phần trăm có nghĩa là gì 0 phần trăm có nghĩa là nó chỉ giữ lại gương mặt của nhân vật thôi còn các kiểu tóc nè hoặc là quần áo hoặc là trang phục hoặc là phụ kiện thì nó sẽ không giữ lại ha thì đó là cái cách để mà khi mà chúng ta sử dụng chúng ta muốn cái nhân vật đó chỉ cái gương mặt giống nhau thôi còn cái trang phục đó, nó có thể khác nhau bởi vì đôi khi chúng ta sẽ tạo ra những cái hình ảnh không phải lúc nào trang phục nhân vật cũng giống vậy ví dụ như nhân vật đi chơi và nhân vật đi học trang phục chắc chắn sẽ khác nhau nhưng mà đó cùng là một nhân vật thì chúng ta sẽ thêm cái hậu tố này nè thêm cái parameter là cvk anh chị và anh chị sẽ điền là cvk không ha chúng ta hoàn toàn cũng có thể điền CVK 50, 30 hoặc bao nhiêu đấy chúng cũng được. Còn nếu chúng ta không điền á, thì nó sẽ mặc định là CVK 100 hoặc là anh chị điền CVK 100 thì nó cũng là CVK 100 ha và cái CVK 100 á, là nó sẽ giữ lại toàn bộ anh chị. Tức là nhân vật gốc chúng ta có gì thì nó sẽ giữ lại toàn bộ. Đương nhiên là việc cố định này á, nó cũng sẽ được 90-95% thôi. Chứ nó hoàn toàn không thể nào mà 100% cố định được anh chị. Ở đây thì mình muốn nhân vật mình á, đồng nhất từ trên xuống dưới luôn cả trang phục cả kiểu tóc màu da màu tóc quần áo gì đấy thì mình sẽ không gõ gì hết ha mình enter và tiếp theo chúng ta cũng tiếp tục tạo ra tất cả những hình ảnh như vậy cho cái luồng hình ảnh chúng ta mình sẽ đưa vào đây và mình tạo đây đấy chúng ta sẽ tạo nhanh như vậy nếu như anh chị mà sử dụng ở trong Missouri chưa quen á, thì có thể là thời gian đầu chúng ta sẽ bị rối ở cái khúc mà chọn nhân vật như thế nào và chúng ta sử dụng cái tính năng như thế nào ha còn nếu mà chúng ta sử dụng quen rồi thì làm rất là nhanh thôi anh chị nếu như anh chị mà làm á, nếu mà có thắc mắc gì anh chị để dưới phần comment nhé, mình sẽ hỗ trợ, mình giải đáp cho anh chị. Nếu như vướng mắt ở phần nào anh chị để phần comment nhé. mình sẽ hỗ trợ cho anh chị cái cách như thế nào. Ở đây mình sẽ tạo hết toàn bộ 10 hình ảnh này hết anh chị. Tất cả hình ảnh thì đều có hình ảnh của nhân vật này hết nên mình sẽ đưa hết toàn bộ vào nhân vật này. Mình sẽ tạo và mình sẽ chờ kết quả như thế nào ha. Ví dụ như phân cảnh đầu tiên này là phân cảnh mà nhân vật giúp mẹ gấp quần áo này. Thứ hai là quét nhà thứ ba là rửa chén dĩa này, đó, thứ tư là giúp tưới cây, thứ năm là đà đang lau bàn, thứ sáu là đang gấp gọn đồ chơi hoặc là đang gấp gọn giày dép này. có một số hình ảnh nó bị lỗi anh chị, thì chúng ta bỏ hình ảnh nó ra. Đây là hình ảnh gấp gọn đồ chơi này, đấy rất là nhiều anh chị và hoàn toàn chúng ta muốn tạo bao nhiêu hình ảnh cũng được, bởi vì ở trong Xuni thì chúng ta tạo đâu có bị giới hạn đâu, nó chỉ giới hạn duy nhất là cái lượng Reddit anh chị có thôi khi mà anh chị sử dụng ở trong Mitsuni á thì nó không có gói miễn phí nhá nó chỉ có gói trả phí thôi nhưng mà bù lại á thì trong Mitsuni tạo hình ảnh cực kỳ đẹp ha anh chị có thể thấy một số hình ảnh mình đã tạo ha nếu mà so sánh các công cụ AI mà tạo hình ảnh á thì Mitsuni đang là một trong những công cụ tại AI tạo hình ảnh khá là tốt và có thể nói là tốt nhất luôn nếu mà so sánh với lại Collini AI hoặc là Leonardo hoặc là Copilot á thì cũng chưa có bằng so với Mitsuni sau khi mà có tất cả những hình ảnh này rồi thì mình sẽ chọn những hình ảnh đó anh chị ví dụ như mình sẽ chọn hình ảnh hình ảnh đầu tiên mình sẽ chọn hình ảnh này mình chỉ cần nhấp vào đây và mình download về đấy các hình ảnh nào mà mình thích đó mình sẽ cần download về ha ok anh chị sau khi mà chúng ta đã có tất cả những hình ảnh rồi á thì chúng ta sẽ chuyển những hình ảnh này thành video và công cụ hôm nay chúng ta sử dụng đó là runway gen ba ha thì đây là công cụ chúng ta sẽ sử dụng để mà tạo ra video anh chị có thể thấy một video mình đã tạo trong runway gen ba đây đây là hình ảnh mà bé này giúp cho ba mẹ gấp quần áo anh chị rất đơn giản thôi ha chúng ta chỉ cần đưa hình ảnh lên đây kết hợp với phần room nếu mà anh chị chưa biết cách viết room thì chúng ta hoàn toàn có thể copy cái phần room ở trong Miss mà chúng ta đã tạo khi mà chúng ta nhấp vào hình ảnh thì nó sẽ có phần room ở đây nè anh chị sẽ thấy ha và chúng ta chỉ cần copy phần room này chúng ta đưa vào trong phần room của runway gen 3 và sau đó chúng ta chỉ cần bấm generate thôi ha còn nếu mà anh chị biết cách viết room thì anh chị có thể tạo ra video nó đẹp hơn một tí cách viết room trong đây nó cũng khá quan trọng anh chị bởi vì nó sẽ giúp cho anh chị tạo ra video theo như ý chúng ta muốn nếu mà anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn về cái cách viết room để mà chúng ta điều khiển các ai video theo ý chúng ta muốn thì có thể tham khảo cái khóa e learning của mình nhé trong khóa e learning của mình mình chia sẻ theo cái lộ trình và anh chị có thể theo đó anh chị có thể làm được cái video nào mà chúng ta muốn ha chúng ta có thể kiểm soát các thành phần như thế nào chúng ta chỉ cần đưa những hình ảnh và vận room vào đây ha và chúng ta sẽ bắt đầu có những cái kết quả anh chị Ok anh chị Chúng ta sẽ copy tận lượt các room vào đây ha Và chúng ta sẽ bắt đầu tạo các video Đây là các video mình đã tạo ra ha Rất đẹp anh chị Ví dụ như phân cảnh mà dọn dẹp đồ chơi này Hoặc là phân cảnh mà lau bàn ha Chuẩn bị bàn ghế để mà bàn ăn ấy Hoặc là những phân cảnh mà tưới nước cho cây nè Đó Rửa chén chẳng hạn Đấy là một số phân cảnh ha anh chị Chúng ta hoàn toàn có thể làm những video như thế này Để chúng ta có thể làm những video hoạt hình dạy kỹ năng cho bé ha anh chị ở đây chúng ta sẽ có những video như thế này. Sau khi mà chúng ta đã tạo xong á thì chúng ta chỉ cần download về hả anh chị. Ở đây mình sẽ download toàn bộ video này về. Anh chị sẽ thấy ha. Ở trong Runway này khi mà chúng ta sử dụng nó cũng có hai model đó là Runway Gen3 Alpha và Runway Gen3 Alpha Turbo. Thì cái bản mà Gen3 Alpha Turbo á thì chúng ta có thể chuyển những hình ảnh này thành video. Cái bản Gen3 Alpha thì chúng ta vẫn có thể chuyển hình ảnh thành video. Tuy nhiên cái lượng reddit nó mất sẽ gấp đôi so với lượng Gen3 Alpha Turbo anh chị và trong cái Zenban Pha Tục Bô nè thì nếu như chúng ta chỉ có phần văn bản á, thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được mà chúng ta phải qua Zenban Pha như vậy á, thì nếu như chúng ta muốn chuyển hình ảnh thành video á, thì cái bản Zenban Pha Tục Bô nè nó sẽ lợi ích hơn bởi vì nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta thời gian cũng như là tiết kiệm cho chúng ta lượng Reddit hơn tuy nhiên đối với bản Zenban Alpha mình cảm nhận á, là video nó tạo ra nó sẽ sát với cái phần Brum hơn ha và có cảm giác nó kỹ hơn tức là video chuyển động nó sẽ đẹp hơn chị cái đó thì tùy chúng ta cân nhắc thôi khi mà chúng ta sử dụng nó thì nó sẽ có bị lượng credit nhiều hay là lượng credit ít hoặc là chúng ta muốn cái chất lượng video ở cái tầm cao ở cái phần mà thật là chi tiết hay là chất lượng video ở mức trung bình thôi thì đó chúng ta có thể lựa chọn ha sau khi mà chúng ta đã tạo xong hết chúng ta download về thì bây giờ chúng ta sẽ cần một cái phần nữa là cái phần bài nhạc cho cái phần video này thì bài nhạc video mình không muốn sử dụng những cái bài nhạc nào có sẵn đâu mình muốn tạo ra một cái bài nhạc mới luôn thì mình sẽ sử dụng một công cụ là Suno AI trước khi mà qua Suno AI thì mình sẽ cần có phần lời nhạc trước thì mình sẽ yêu cầu trong chất CPT 4 o luôn tức là mình sẽ viết cái phần lời nhạc tương ứng cho video này đấy mình sẽ yêu cầu là viết phần live và cái phần style music năng động tương ứng cho phần video này và mình sử dụng tiếng Việt ha ở đây mình sẽ có một cái phần như thế này tức là vơ 1 vơ 2 phần điệp khúc chẳng hạn anh chị sẽ thấy ha. Ok ha. Bây giờ mình sẽ copy phần này vào trong Suno AI. Mình sẽ copy phần lời nhạc này trước này. Chúng ta vào công cụ là Suno AI ha. Mình nhấp vào phần create và mình paste cái phần lời nhạc này ra. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình copy cái phần mà style music ha. Ở đây, cái phần style music thì mình sẽ copy vào đây. Mình có thể đặt tên, ví dụ như là một bài hát gì đấy chẳng hạn sau đó chúng ta sẽ bấm vào generate ở trong Suno AI thì mỗi ngày nó sẽ cho chúng ta 50 Reddit anh chị và khi mà anh chị tạo một video như thế này á thì nó sẽ tạo cho chúng ta hai bài nhạc và một bài nhạc thì tốn 5 Reddit tức là chúng ta có thể tạo được khoảng 5 lần mỗi lần á, thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cặp như thế này chúng ta sẽ mất 10 Reddit ha khi mà tạo xong anh chị cũng có thể nghe thử ha nếu mà bài hát nào mà phù hợp với chúng ta thì chúng ta có thể nhấp vào đây và chúng ta download phần âm thanh vậy ha sau khi mà chúng ta đã download về ra xong á, thì chúng ta sẽ bắt đầu mở cấp kết lên anh chị chúng ta sẽ đưa những cái phần video mà chúng ta đã tạo từ trong trên quay vào đây ví dụ như ở đây mình sẽ có những video như thế này mình sẽ bắt đầu mình đưa vào đây những phân cảnh này anh chị sau khi mà đưa những phân cảnh này rồi á, thì chúng ta sẽ đưa tiếp phần nhạc mình đưa vào đây phần nhạc này anh chị có thể cân chỉnh như cái phần nào mà chúng ta thấy hay á, thì chúng ta sẽ cắt để vào đây ha Ok anh chị, như vậy là chỉ cần thời gian rất ngắn thôi chúng ta đã tạo được một video hoạt hình dạy kỹ năng cho bé rất là nhanh chóng anh chị. Chúng ta có thể tạo ra một số video để chúng ta dạy các kỹ năng cho bé có thể là tập trung vào việc là đánh răng này, hoặc tập trung vào việc quét nhà, hoặc tập trung vào việc dọn đồ chơi chẳng hạn anh chị có thể làm một cái video riêng như vậy hoặc là anh chị có thể làm những cái video chung kiểu giống như mình làm ha anh chị. Nếu video này hay và giúp ích cho anh chị, anh chị cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình nhé. Rất cảm ơn anh chị. Và nếu anh chị muốn học sâu hơn về AI để tìm hiểu từ đầu các công cụ AI cũng như là sử dụng các công cụ AI thuần thục từ chưa biết gì về AI đến sử dụng thành thạo các công cụ AI thì cũng có thể tham khảo khóa e learning của mình nhé rất là chi tiết cho anh chị nên chị có thể bắt đầu và anh chị có thể làm ha đường link mình sẽ để dưới phần mô tả nên chị có thể tham khảo ha bye bye anh chị và chúng ta sẽ gặp lại các video lần sau trên channel nghề công sở